Hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình à, Bình Nệt là nói đầu tiên cho mình Bình Nệt xin chúc à, tất cả các bạn có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui nha Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về mẫu xe Seagull FI Một cái mẫu màu à, mới nhất của năm 2024 luôn Vừa cập bến là mình lên cho các bạn tham khảo luôn Đó là màu trắng xanh đen nha các bạn Một cái mẫu màu, màu mà hầu như tất cả các phiên bản trước không có luôn các bạn Nó mang lại một cái sự sang trọng, một cái vẻ đẹp mới à, Cũng như... À, một cái tông màu mà làm nên một cái thương hiệu cho mẫu xe Suzuki. Màu trắng thì lúc nào nó cũng mang sự sạch sẽ, sang trọng và một cái vẻ sáng các bạn. À, ốp sườn sau thì được phối là màu trắng kèm theo cái mẫu tem, mẫu tem 3D các bạn được phối một cái mẫu tem khá là đơn giản nhưng nó mang lại vẻ đẹp mới cho mẫu xe Suzuki. Yếm trong thì được phối là cái yếm màu xanh nha các bạn. Màu xanh phối kèm theo đó là cái tem chữ Yamaha được phối là cái tem màu đen À, thường á màu xanh tất cả các bạn đã biết những cái màu xanh như là xanh dương nè, à, xanh GB nè, và xanh à, đậm này các bạn. Còn màu xanh à, của Civic si FI à, mình đang quay cho các bạn là mẫu màu xanh mới nhất 2024 đó là yếm trong thì à, được phối là màu xanh, còn mặt nạ thì à, phối màu đen các bạn. Nó tạo cái điểm nhắn cái phần à, trước mặt nạ cho mẫu xe Civic. Si thường thì à, tất cả các mẫu xe luôn các bạn. À, thì hay phối cái logo á Logo biểu tượng Yamaha Nằm chính uh, giữa mặt nạ trước uh, Cho uh, dễ dàng nhận uh, diện được xe uh, luôn các bạn uh, Biểu tượng logo Yamaha mà gợp Và phối nằm trước chính giữa cái mặt nạ luôn các bạn Mặt nạ của Seagulls FB2024 thì uh, Làm cái mặt nạ gời các bạn Mặt nạ nó gời với hai cái yếm nha Nó không có liền Yếm trái với yếm phải là gời nhau nè Mặt nạ là gời nè Mặt nạ thì uh, được phối là mặt nạ màu đen bóng các bạn uh, Một thường màu trắng à, hay có một cái điểm nhắn là màu đen các bạn à, cho nó tạo một cái gì đẹp mới các bạn. Yếm thì à, được phối màu trắng kèm theo cái mẫu tem, mẫu tem là tem màu xanh này các bạn, phối theo những cái viền màu đen à, màu vàng đồng các bạn. Và cái mẫu tem ở bên yếm à, phải của Seawood là được phối là cái tem chữ à, Seawood khá là đẹp luôn các bạn, mẫu tem mới nhất luôn á. À, thường thì tất cả các màu mẫu xe à, hàng năm thay thay đổi những cái màu sơn mới các bạn cho các bạn có nhiều sự lựa chọn đôi khi mình đã chán với những cái màu cũ rồi thì à, phải có một cái sự thay đổi mới thì à, phối một màu không màu trắng không á thì à, đôi khi nó cùng lập quá các bạn thường tạo cái điểm nhấn như là màu trắng xanh đen nè còn à, bên tay à, trái của mình là được phối cái tem chịu full các bạn khá là đẹp luôn các bạn à, một cái tem ở trên và một cái tem yếm ở dưới thôi các bạn màu trắng thì nhìn lúc nào nó cũng sáng xe nhưng mà màu trắng màu khối đưa dưới bánh câm nữa thì tạo nên một cái vẻ đẹp từ như là dàn áo này dàn chân dàn chân là bánh câm bánh câm bánh mâm á, cùng chung sử dụng đĩa thì các bạn có thể thay đổi được nha bạn nào mà thích bánh mâm thì mình có thể thương lượng cửa hàng mình đổi bánh mâm hoặc bánh mâm mình có thể xuống bánh câm được Tùy các bạn thôi còn màu trắng ở đây á, là màu trắng pha lê các bạn mình sẽ quay sát cho các bạn xem nè có những cái ánh kim tuyến ở trong cái phần nước sơn các bạn. Và cái mẫu dàn uh, áo của nhà máy sơn khá là đẹp luôn các bạn, nó một cái sự tinh tế luôn, nó không có một cái một cái tì vết nào luôn các bạn, một hạt bụi nhỏ luôn các bạn. Và cái ốp đầu đã FB bốn cực kỳ là cứng luôn các bạn, tại vì nó vừa bắt bằng ốc nè, vừa bắt bằng mắp nè, cho nên cái phần ốp đầu đó, nó khá là cứng cho các bạn chạy thoải mái luôn. Nó không như mẫu si thường mà các bạn chạy qua những ấu gà nó hay rớt ra còn CPU thì các bạn chạy thoải mái nhưng mà mẫu CPU Wood FB 2024 thì nó làm bít từ bên trái qua bên phải luôn các bạn cản sau thì được cũng được phối là cái cản màu đen các bạn thường thì mình hay nắm cái cản mình dắt các bạn phối màu trắng thì cái tay mình đôi khi dơ mình bóc lên nó hay bị dính các bạn phối màu đen thì khá là hợp luôn các bạn với cái phần ốp sườn sau là màu trắng rồi thì mình phối cái màu đen cũng như mình tạo cái điểm nhấn mới với các bạn ốp sườn hai góp sườn hai bên màu trắng ốp đuôi nè, mẫu tem nè các bạn. Mẫu tem thì được phối một cái tem mới nhất luôn các bạn. Hầu như là tất cả các phiên bản trước không có luôn, mẫu tem mới nhất 2024 luôn. Màu xanh nè, màu đen và đặc biệt thêm một cái nữa là cái màu vàng, màu vàng cái đường chỉ dưới các bạn. Và kèm theo đó là động cơ 115 cc cũng được in dán trên phần ấp sườn cho các bạn biết được cái phân khúc xe luôn các bạn chữ seagull nha các bạn seagull thì được phối là chữ nền đen viền màu vàng đồng nha các bạn khá là đẹp luôn các bạn nhìn cực kỳ là đẹp luôn mẫu tem qua dân nếu mà cái tem nó liền hết á thì mình nhìn nó không có được đẹp nó có một cái khúc đi những cái đường viền những cái qua dân các bạn hai cái yếm trồng thì được phối là màu xanh nha các bạn khá là sáng luôn sáng xe luôn các bạn tem yếm ở trong thì được phối một cái tem chữ Yamaha thôi màu đen thôi yếm của Seawood FB 2024 đó, thì mình sẽ chỉ cho các bạn nè nó khác 2022, tại sao mà người ta cải tiến tại vì 2022 các bạn là cái ốp ở trong cái yếm trong các bạn nó bằng luôn với cái yếm ngoài luôn nó dính chung nhau khi mình chạy một thời gian đó, là nó hay bị tè cái phần yếm đó lắm các bạn và nó có những cái móc nhỏ nó hay bị gãy lắm cho nên mẫu Seawood FB 2024 được cải tiến làm cái yếm mỏng như cái mẫu yếm của uh, suy si thường vậy các bạn. Đây nó gờ nhau nè các bạn, còn 2022 là cái phần ốp ổ phá màu đen này nó bằng với cái yếm ngoài uh, của xe luôn các bạn. Thường thì tất cả các mẫu xe các bạn càng lùi về sau á thì người ta sẽ cải tiến từ những mẫu xe uh, thế hệ trước uh, và những cái mà uh, ở mẫu trước nó không hoàn thiện người ta sẽ cải tiến hoàn thiện hoặc những cái mà À, mẫu trước đó nó làm đó, nó không được mà sắc xảo quá thì người ta sẽ thay đổi các bạn người ta à, làm nó hoàn thiện hơn cho các bạn sử dụng luôn mình đang quay cho các bạn là phiên bản bánh trăm phanh đĩa các bạn niền trước thì à, sử dụng là niền của C 17 nhân 1.4 tất cả các niền của xe dâm 2 đều sử dụng niền của C cho các bạn niền trước và niền sau nó bằng nhau luôn các bạn đĩa trước của Sigurd chỉ có mẫu Sigurd MI là sử dụng đĩa 3 lỗ thôi các bạn có 3 lỗ để bắt ốc đĩa các bạn heo dầu thì phiên uh, bản bánh cam là phối heo dầu màu đen màu đen cho nó uh, nó nó uh, tại vì phối màu trắng thì nó màu vàng thì nó cùng với bánh cam quá nó không có nổi các bạn phối màu đen cho nó có một cái điểm sẹ uh, điểm nhấn uh, như vậy đó. mẫu si uh, là sử dụng vỏ xích các bạn như uh, mẫu si uh, thường như các bạn mặt nạ thì các bạn thấy không được bắt hai con ốc trước nè đây mình sẽ quay cái yếm bắt ốc nè các bạn các bạn chạy thoải mái luôn nó không có bị tè được bắt ốc luôn và bắt bằng cái móc gài luôn các bạn hai bên là 6 con ốc nha các bạn còn cái phần trên nữa phần trên được bắt hả hai bên cũng 6 con, hình như cái yếm là tầm khoảng 12 con các bạn đây uh, siêu quý để bị uh, cái nắp đầu bò này các bạn siêu quý để bị là sử dụng cò bằng uh, con lăn các bạn bằng bà đảng các bạn cho nên uh, cái nắp bắt đầu nó là nguyên khối các bạn còn mẫu si thường là sử dụng trượt cho nên uh, cái nắp nó tròn các bạn thì ở mẫu siêu quý bi á nó sử dụng cái nắp này ra đôi khi mình chỉnh cò rồi nó cũng dễ các bạn cái này các bạn thấy không cái móc màu vàng đó được gài bằng móc và bắt bằng ốc luôn các bạn ở mẫu siêu quý bi là động cơ 115 cc các bạn à, 4 thì hai quan sử dụng động cơ đô hc làm mát bằng không khí các bạn và sử dụng là hệ thống phun xăng điện tử chỉ có là một chấm à 65 trên 100 km thôi các bạn. 1 lít xăng các bạn có thể chạy ngoài 60 cây số 1 lít xăng các bạn. 60 đến 65 thì cách chạy của mọi bạn nha. À xin chào